Theo báo cáo từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ được 4.466 video clip xấu độc trên trang YouTube, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ đầu năm 2018, Google đã đồng ý cơ chế hạ nguyên kênh và đã hạ nguyên 6 kênh. Facebook cũng đã gỡ bỏ khoảng 3.000 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Song việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Giải pháp kỹ thuật hiện có chưa cho phép tách riêng nội dung vi phạm trên Facebook và YouTube để chặn, mà chỉ có thể chặn toàn bộ website vi phạm. Các đối tượng phát tán thông tin thường xuyên tận dụng những thay đổi, những bước phát triển mới về công nghệ để cải tiến các hình thức phát tán thông tin. Điều này đòi hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông tới đây phải áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả. Vì chúng ta là nước có chủ quyền, có hiến pháp, pháp luật rõ ràng. Chính vì vậy, Bộ Thông tin phải sử dụng đồng bộ các biện pháp về pháp lý, về kinh tế và kỹ thuật để xử lý các vi phạm. Tôi yêu cầu trong thời gian đấy, với chức năng nhiệm vụ được nhà nước giao, các đồng chí phải lành mạnh hóa trên không gian mạng. Người tham gia phải chính danh, có pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc, tin sai, tin vu khống, lợi dụng không gian mạng để phá chế độ chúng ta. Chúng ta thấy là bị Đức, anh đưa tin sai phạt 40 triệu euro. Cậu vu che Campuchia cho ở cùng mấy năm luôn. Nghiêm như vậy mới được chứ. Chúng ta buông lỏng ra sao được không? Họ đông đủ các cơ quan chí và đặc biệt là lãnh đạo bộ có trách nhiệm quản lý nhà nước đây. Tôi nói này là rõ ràng hơn để không chỉ chuyển hàng mà Bộ Thông tin Truyền thông cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đấu tranh với Facebook, Google và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới, yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam, đồng thời hoàn thiện bộ tiêu chí nhận dạng tin giả, còn gọi là fake news, dựa trên kinh nghiệm quốc tế và đưa ra các giải pháp quản lý đối với fake news tại Việt Nam. Năm 2019 phải bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn, an ninh mạng. Các dự án đầu tư công nghệ thông tin phải có hạn mục an ninh mạng. Phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam, giám sát chặt chẽ, an toàn không gian mạng, đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia. Mỗi cơ quan này phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đảm bảo an ninh mạng. Năm 2019, xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, ban hành quy định pháp luật về tin sai, fake news, xây dựng các mạng xã hội Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp Việt Nam của các mạng xã hội nước ngoài. Việt Nam là một nước có chủ quyền. Các biện pháp về luật pháp, kinh tế và kỹ thuật sẽ được áp dụng để thực thi pháp luật. Song song đó, về vấn đề chưa thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Facebook trong khi doanh thu quảng cáo của riêng mạng xã hội này tại Việt Nam trong năm qua chiếm tới 43%, tương đương 235 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng cho rằng chúng ta có chủ quyền và cũng có hiến pháp, pháp luật rõ ràng. Nếu áp dụng cho doanh nghiệp trong nước như Zalo thì doanh nghiệp ngoại như Google, Facebook cũng cần tuân thủ. Có bất hợp lý ở đâu phải sửa ở đó, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước phải cùng một luật chơi, tránh bảo hộ ngược. Tôi yêu cầu các đồng chí tiếp tục xây dựng mạng xã hội Việt Nam phải có số lượng người dùng không kém các mạng xã hội nước ngoài. Chúng ta vừa xây Zalo, 45 triệu người đã sử dụng mạng Zalo, các mạng xã hội khác 15%, như vậy chúng ta đã có 60 triệu người bằng Facebook đó. Một đất nước mà 60% người dân sử dụng internet thì vấn đề mạng xã hội trong thời đại này rất vô cùng quan trọng. Chúng ta không chú ý cái này, chúng ta thất bại, chúng ta không có mạng cần thiết. Ở các nước chúng ta làm cái này tốt, nhất là Trung Quốc.